các cháu học sinh thân mến, hôm nay ta sang bài 42. Thì vẫn cái thủ tục là như cũ thôi, là ông chữa bài cũ. Nhưng kỳ này có cái rất là đặc biệt. Bài hôm nay là bài khá đặc biệt. Các cháu chú ý thì xem là nó đặc biệt cái gì. Và ông cũng dành cho cháu một cái món quà này đặc biệt, là trong cái kinh nghiệm khi những bài toán này thì chúng ta rút ra được điều gì. Cái điều đấy mới là cái điều mong muốn. Thì hai bài tập kỳ trước, ở đây bài A đây là góc B, MB và HC. Còn bài thứ hai là góc A vẫn MB và HC. Hai bài này nghe có vẻ như là giống nhau. Đúng là nó có giống nhau. Và nhất định là nó đã khác nhau thì phải khác. Tất nhiên là như thế. Thế. Thì ông nói cái đặc biệt đầu tiên của nó ấy, là cái bài tập này là cái bài tập thuộc vào bài thi. Bây giờ ông không còn nhớ chính xác nữa, vì cái tài liệu ông đọc lâu rồi, từ hồi ông còn trẻ mười mấy tuổi cơ. Tức là cái cỡ bài này là bài thi ở Việt Nam mình ấy, khoảng cách đây khoảng độ hơn 90 năm, tức là khoảng độ từ năm 1934, 1935, 1936 gì đấy, là cái bài thi vào trường cấp ba. Thì trường công ấy, còn trường tư thì ra không nói. Mà trường công hồi đó ở Hà Nội hình như chỉ có mỗi cái trường Bưởi thôi, tức là trường Thu Văn An bây giờ đấy, là của học sinh Việt Nam. Thế còn trường Saro thì là trường của học sinh người Pháp và những gia đình giàu có hoặc là quan lại. Tức là một cái bài đề thi mà đã cách đây khoảng độ trên 90 năm mà ông còn phải dở ra thế này thì chắc là nó có điều gì đặc biệt lắm. Đặc biệt lắm. Nhưng mà theo ông ấy là nhiều cháu nhìn cái đầu bài này sau này là có thể là nhiều đứa giỏi lắm chứ không phải là kém đâu. Ở bài này có cái gì mà đặc biệt nhỉ? Bài nào đặc biệt thì nghe còn được, cái bài này có lẽ không phải đặc biệt. Vì nó xoàng thính thế này mà lại rút ra một bài học gì đấy thì kể cũng khó. Có gì mà rút ra? Nhiều cháu khi đã định bỏ đi thì cái bài này gì mà xem. Nhưng ông nói luôn nhé, đây là một bài khá đặc biệt. Khá đặc biệt. Một cái bài tập mà đã cách đây hơn 90 năm rồi. Tức là cái thời kỳ mà ông còn chưa đẻ cơ. Mà bây giờ mà còn phải lôi ra thế này thì chắc nó có điều gì đấy. Thì cháu cứ thử theo dõi xem. Thì thấy là cũng đáng để mình bỏ thời gian ra mà mình theo dõi cái bài này. Vì nó cho ra những bài học
khá đấy đáng. Thì trước khi nói về vấn đề này thì ông phải nói qua một tí về cái sự thi cử của các, tạm gọi là các cụ, các cụ như nói là các cụ là liều chậm, thế còn các cụ mà thi cách đây khoảng gần 100 năm thì cũng tạm tạm, chưa phải liều chậm, nhưng mà cũng phải thuộc loại các cụ rồi. Phần các cụ này chết hết rồi nhá. Ông biết là các cụ mà thi cái món này thì chết không còn ai rồi nhá. Dí nữa ông sẽ kể tên nhá, chết hết rồi. Thì ông nói qua một tí về cái thi cử của cái thời các cụ ấy nhá, để cháu nắm được thì mới hiểu được cái ý sâu sắc của cái bài này. Cái thời kỳ đó ấy, thì là học hết cấp 1 thì vào cấp 2. Và cấp 2. Bây giờ ông nói những tên ngày xưa rồi là tên của Pháp nghe nó lùng cùng, các cháu nghe khó hiểu. Ông cứ tạm áng áng dịch tương tự nó như là bây giờ ấy. Thì coi như là vào cấp 2 thì học như vậy, tức là đệ thất đệ lục học 4 năm, học 4 năm, tức là áng kháng. Bây giờ tức là học đến hết lớp 9 thì là thi cấp 2, cấp 2 là ngày xưa gọi là thi diplôm, tức là diplôm xong ấy thì là đỗ cấp 2 xong ấy thì được thi vào cấp 3. Cái trường công thì mới thi, cái học trường tư thì nói chung ngày xưa đã có câu kiểu hơi tủi thân là học sinh trường công thì vừa ngông vừa giỏi, mà học sinh trường tư thì vừa hư vừa dốt. Mà ngày đó hình như cả Hà Nội có mỗi một cái trường bưởi là trường công. Thì như vậy tức là ngay cái thi diplôm, tức là thi hết cấp 2 ấy, thì không phải ai thi cũng đỗ, không phải ai thi cũng đỗ, vì cái diplôm nó khó lắm rồi. Mà để vào cái trường cấp 3 thì cái lượng người được vào rất ít và bài thi nó rất ác liệt để nó chọn lựa. Mà vì nếu mà không ác liệt thì vào gà đan bò đan thơm mục, vào cái ngồi y như đấy thì vào làm gì, đào tạo tốn tiền ra. Cho nên là người ta thi rất ác liệt. Cho cái bài này ấy, là thuộc bài rất ác liệt. Thì vào được đến cấp 3 rồi, tức là vào ban rú dài đấy, thì học 3 năm. Thì học hăng năm thứ 2 của ban rú dài thì phải thi rú dài phần thứ nhất. Thi đỗ rồi mới được vào lớp sau. Chứ bây giờ áng áng là lớp 12, lớp 11 thì thi là thứ nhất. Xong lớp 12 lại thi một lần nữa, mà thi xong rồi thì mới được cái bằng là rú dài toàn phần. Mà lấy ít lắm, lấy ít lắm. Thì ông còn nhớ là giáo sư Hoàng Xuân Nhị thì cái năm 58, 59, 60 ông không nhớ chính xác lắm. Thì thầy Nhị bây giờ là chủ nhiệm khoa văn trường đại học tổng hợp. Thế thì là ông Nhị là đã vượt qua được cái thi diplôm, tức là qua cái bài toán này. Rồi sau vào ban rú dài thì thầy Nhị là học đến năm thứ 2 ban rú dài thì thi rú dài phần thứ nhất đỗ, và sang năm tiếp theo tức là lớp 12 bây giờ đấy thì đỗ rú dài phần thứ hai, gọi là đỗ rú dài toàn phần. Mà hồi đó ấy, thi rú dài là thi toàn Đông Dương, vì Đông Dương nó là một mà Đông Dương, và cái danh sách
kể cả bài thi, kể cả danh sách những người đỗ đều được đăng lên báo Đông Pháp nhá, là cái báo của Pháp hồi đó, là cái sở chính thống đấy. Thì tờ báo năm đó có đăng là người đỗ được lấy chú giải toàn phần là có 6 người. Cả Đông Dương đấy, lấy có 6 người. Chứng tỏ những người này là siêu lắm rồi đấy. Siêu lắm rồi. Thế mà cụ Trần Trọng Kim, Trần Trọng Kim, bây giờ thì ta gọi là cụ chứ hồi đó thì cụ chỉ cũng chỉ khoảng độ độ 50 thôi, 50, Trần Trọng Kim. Còn cụ Trần Trọng Kim là ai thì cháu ra hiệu sách ở Giàng Diền, nó có quyền bán là Việt Nam Sử Lược đấy, thì cháu xem thì cháu biết, ông người nó nói dài quá. Cụ Trọng Kim thấy báo Đông Pháp đăng là cả Đông Dương lấy được 6 chú giải. Thế bây giờ thì mình nói về làm sao mà lấy ít thế, rút dài lấy có 6 người thì bây giờ đổ rung rồng hàng vạn người này, lấy có 6 người. Thế mà cụ Trần Đồng Kim còn nói là sao lại lấy nhiều thế, ý cụ là chứ là trong 6 ngày này còn có người còn chưa đủ chưa chuẩn nha. Và cái câu này thì không có ghi trong văn bản, nhưng mà hồi đó ông được nghe hình như là thầy Ngụy Như Công Dung, hiệu trưởng trường tổng hợp lúc bây giờ có nói thì chuyện gì với gì với sinh viên ấy thì thầy Ngụy Như Công Dung hình như buột miệng là có nói hồi cái hồi mà anh Hoàng Xuân Nghị mà anh ấy đỗ phú tài có 6 người thôi, nhưng mà cụ Trần Hồng Kim lại còn nói là sao lại lấy nhiều thế. Lấy nhiều thế thì chứng tỏ rằng là cái suy duyệt của ta ấy là rất ác liệt. Và cái bài này là cái bài ác liệt đầu tiên mà khi mà thầy Nghị phải thi trong cái đợt là để vào trường cấp 3. Thì sau cái diploma luôn rồi để thi vào ban thúc tài là trượt rung rẩm nhé. Thế tại sao cái bài này nó lại ác liệt đến là như thế nhỉ? Tức là đòi hỏi người ta là phải rất uyên bác thì mới làm được. Thế anh có thể học giỏi nhưng mà chưa uyên bác không làm được, nó có làm thì cũng sai đấy. Đấy. Cho nên cái bài này chúng ta sẽ rút ra được cái bài học gì. Bài học gì đây là những cái điều mà ông được đọc trong những tài liệu ở thư viện trường tổng hợp, và có lẽ bây giờ thư viện trường tổng hợp nó vẫn giữ thôi. Tức thời đó thì là các thầy ở trường tổng hợp là toàn là uyên bác cả. Thì cái nhà trường tổng hợp thì người ta lại muốn giáo dục sinh viên là cho bọn mày đọc để biết các thầy ngày xưa đã học hành như thế nào, chứ cũng không phải là khoe khoang gì đâu, đọc để biết thôi. Thế bọn sinh viên trẻ của tuổi thì cũng đang say mê nghiên cứu thì là đọc thì biết là cái việc nó diễn ra như thế. Chứ thầy Nghị hay là thầy Công Du hay thầy Nguyễn Thạc Cát thì cũng không có khoe khoang mình cái gì cả. Đây là kiểu như là nhà trường bắt là phải viết một cái lý lịch, một cái quá trình học tập đỗ đạt, xong rồi in Romeo, chứ làm gì có in Zippo như bây giờ, in Romeo ra. Thì là để cho sinh viên nó đọc.
thì tất cả các cụ đó bây giờ thì sang cát hết rồi, sang cát hết rồi. Hồi đó ông ấy chưa đến 20 tuổi, thế mà bây giờ cũng sắp sang cát rồi. Thế cho nên là các cụ bây giờ còn sống hàng trăm tuổi cả rồi nha. Như là thầy Công Tôm, thầy Lê Văn Xiêm lại còn lên phố rồi cơ. Cho nên là hết rồi. Không hiểu tài liệu đó thì sư viện nó còn giữ không thì ông cũng không biết lắm nhá. Đọc ở trong đấy thì những bài này ở trong đấy vì nó ấn tượng quá cho nên ông vẫn nhớ thôi nhá. Làm gì không nhớ, có mấy cái hình này mà gì không nhớ. Nhớ đấy thì ông nói rằng là cái bài này là nó có cái ấn tượng như thế mà nó giáo dục cho cái thế hệ về sau là đi học thì không phải chỉ giỏi thôi nhé, giỏi ăn thua gì uyên bác, vì không uyên bác không giải quyết được. Đây thì ông ấy đi vào cụ thể cái bài này, tức là trong bài tập đó là người ta giao cái bài tập này về dựng hình. Đây bài tập hiện giờ đó ông đang đưa ra câu giải đây là cho góc B này, MB và HC. Cái bài này có lẽ ông nói đây là nói thêm với chứ thực ra các cháu là giải xưa rồi. Vẽ ra đây, đây tam giác này biết được MB này, biết được HC này và biết được góc B là góc này đây. Đấy, đấy góc B đấy. Đây, biết được góc B đây. Góc B. Thì các cháu có thể nhìn ra ngay thôi. Vì cứ có đường trung tuyến mà có đường cao, không cùng đỉnh, thì ra nhìn nối ngay từ cái thằng M trung điểm bên đây. Song song với đường cao này thì ra ngay được cái thằng MH' này thì bằng nửa HC. Thì cái tam giác BHM này là ta vẽ được. Mà ta đã vẽ được phải không? Thì ta được cái gì nữa? Là ta đã lãi ra được đường này. Đó không? Lãi ra đường này. Đường B. Lãi ra đường này. Đấy. Cho lãi ra được cái đường này. Và trong khi đó anh cho tôi góc B thì tôi vẽ được góc B nhờ đường lãi này là góc B. Mà đỉnh C này là dứt khoát là phải nằm ở trên ở trên cái đoạn delta này, kéo dài delta này là tức là tạo với cái đường BH' này một góc bằng alpha anh cho tôi. Thế thì lúc bây giờ dễ quá rồi, phải không? Ta biết được HC này thì từ đây ta kẻ một đường vuông góc, phải không? Vuông góc với cái đoạn BH' kéo dài này, ta lấy một đoạn HC được biển C'. Và sẽ kẻ song song với cái đường này. Cái đường này. Thì nó cắt cái đường này ở đâu thì chính đấy là điểm C. Đấy là một cách thôi. Còn những cách khác thì các cháu có lẽ nghĩ được. Cũng không phải. Đây chỉ là một cách ông ví dụ thôi. Phải không? Ví dụ thôi. Để cháu vẽ ra. Hoặc là cháu lấy từ điểm M này. Phải không? Nhưng mà chưa được vì chưa biết nó trung điểm nó ở đâu thì phải lấy như thế. Thế thì lấy thế này, ra điểm C. Đấy, bài này là ta vẽ được. Có cái khó gì? Dễ. Thì cái bài dễ thế này thì có cái gì mà kinh nghiệm mà phải nói rằng là ta rút được bài học gì? Nếu mà ở đây mà phải rút ra bài học gì
thì phải nói đó là bài toán khó đấy nhá. Một bài toán quá dễ mà lại đề nghị ra rút ra một bài học gì mà, thì cái điều đó lại còn mệt hơn là không rút phải nào. Đấy. Cái bài này như vậy là chúng ta chưa nói gì, chỉ biết là nói là rút ra bài học gì. Thế ra sang cái bài B này, thì bài này cho góc A, bài này cho góc B, và vẫn hả? Vẫn vẽ ra bác đấy, thì vẫn cho MB và vẫn cho HC, thì lại theo kiểu này thôi. Ta kẻ từ đây xuống dưới đây một đường song song với một đường vuông, cái thằng này thì nó song song với thằng này, và anh này bằng nửa anh này như thế này phải không, rồi ta mới quay một cái vòng tròn cho nó quay vậy. Thế rồi trừ điểm M này ta mới vòng tròn đường kính nó là BM đấy, ta lấy xem ở đây ta mới quay một cái cung mà có bán kính là bằng nửa HC, thì nó ra cái điểm điểm H phẩy là ở chỗ này. Và cho nối cái này thì nó ra ngay được, ra ngay được cái tam giác BH phẩy M, đúng không? BH phẩy M thì ở đây nó có góc B, thì ta vẽ đường này phải không, xong ta mới vẽ một cái đường vào đây. Thì nó ra đỉnh C như ở bên này, nhưng ở đây vì là nó không, nó không có B này, thì làm gì mà ra được cái đường delta này đi qua B này trước dài. Thì chúng ta buộc làm cách khác phải không, nhưng ta biết cách A, góc A. Thì ta mới từ một cái điểm A phẩy ngoài này ta mới vẽ một góc bằng alpha này phải không, sau đó có thằng làm chuẩn, từ điểm M ta mới kẻ một đường song song với thằng này, thì nó cắt ở đây thì nó ra đỉnh A. A thì kéo dài ra thì là cắt ở điểm C là ra cái tam giác này. Hai cái bài này là phần cuối nó hơi khác nhau một tí, một thằng thì là ta góc B ở đây thì nó phải không, thì cái đường này cắt vào, còn ở đây thì góc A thì ta phải lấy một cái bằng alpha này nhá, xong rồi ta kẻ song song vào thì nó ra này. Đây là cái thủ tục nhỏ nhặt mà chúng ta đã làm từ những bài đầu ấy nhá, bài đầu bài 2, bài 3, bài 4 thì gì đấy nhá, thì không có gì là khó cả. Và cái bài này thì cũng chẳng có cái gì mà để rút ra rút cho bài học cả. Bài học gì? Thế đấy là bài tập ông cho cháu nhé. Nhưng mà cái bài tập mà người ta giao bài đề thi ngày đó ấy, người ta không giao thế này mà người ta sẽ cho hai cái hình vẽ này, hai hình vẽ này vẽ đều và nói là đây là bài toán dựng hình, bài toán định hình. Là người ta cũng vẽ đại khái cũng hoa hòe hoa sói như thế này, đây như ông vẽ cho cháu đây, vòng nọ vòng kia oai vệ lắm, trông là đã lắc mất rồi. Và người ta nói là trên cơ sở hai cái hình vẽ này hãy viết cái đầu đề của hai bài toán này, tức là cho kết quả bài toán và bắt mình phải viết cái đầu đề bài toán đó. Cái này có lẽ các cháu không lạ vì ông còn nhớ được cái hồi cháu học cấp 1 ấy, thì khoảng lớp 2 hoặc lớp 3 gì đấy có rất nhiều bài toán ta đố, người ta cho kết quả
cho bài giải và bắt chúng ta phải viết cái đầu đề đó lại. Đấy, không còn nhớ không hay là quên sạch rồi đó. Viết đầu đề lại cái đó. Thì mới nghe thì tưởng là dễ, nhưng mà thực ra bắt tay vào làm là hơi khó đấy. Nhất nếu hồi bé thì văn thì chưa giỏi, có khi biết nhưng mà không diễn đạt được, không diễn đạt được, cho nên nhiều đứa rất lúng túng. Khi ông dạy cái bọn trẻ con đó ấy, là nói chung là chúng lúng túng lắm, viết không thành câu, không thành câu. Nhưng mà rồi thì thường có cách dạy thì chúng nó cũng là cũng làm được. Thì không hiểu là bạn cháu còn nhớ cái dạng bài đó không. Nhưng bây giờ khi cháu lớn rồi thì chắc chắn là cái diễn đạt của các cháu khá hơn. Thì với bài toán ở đây là người ta cho kết quả bài toán, nhưng mà cháu phải viết được cái đầu đề bài toán. Đầu đề bài toán, đầu đề là như thế này, nhưng mà thế này thì nó ngắn quá, ngắn quá, và cháu phải giải thích là vì sao tôi viết được cái này. Thì đấy cũng là một vấn đề. Nếu mà chúng ta không uyên bác, chúng ta không viết nổi. Đấy. Ông ví dụ như bài này chẳng hạn. Thì các cháu ở đây hình vẽ ra như thế này phải không? Đúng rồi. Tức là đầu tiên tôi nhìn đây, tôi biết là đây là anh vẽ cái tam giác BMH' này. Theo nguyên tắc là anh vẽ như này, vòng tròn như thế. Thì tôi thừa hiểu ngay là thằng này là bằng nửa thằng này. Vậy chứng tỏ là anh cho MB và anh cho HC. Ở đúng nào. Rồi ở đây ta cần tìm điểm C này thì không thể thoát nổi là phải có cái đường qua B này mà tạo với thằng này một góc là alpha. Thì mới có đường để tìm thằng C này. Vì vậy cho nên là anh phải điều kiện thứ ba là anh phải cho tôi góc B nữa. Thì mình giải thích như thế và cuối cùng mình kết luận là góc B, MB và HC. Thế là ta hoàn thành. Ta hoàn thành. Mới làm thì các cháu có vẻ hơi khó, nhưng mà sau này thì mình làm nhiều nó sẽ quen, không khó lắm. Hình vẽ của anh là hàng càng hoành tráng bao nhiêu thì tôi càng dễ nhìn, chứ anh vẽ sơ ảnh quá thì tôi khó nhìn hơn. Sang bài thứ hai thì thấy là anh cũng vẽ những kiểu trên này thì tôi đoán ra ngay là gì, là cái đoạn này là phải cho rồi, không cho làm sao mà vẽ được vòng tròn này. Và anh phải cho tôi cái đoạn HC này thì tôi vẽ được cái thằng một nửa vào đây. Như vậy là chứng tỏ thì anh vẫn cho tôi MB và HC. Nhưng ở đây thì thôi, cái mưu cổ dùng góc B này là vứt đi rồi, đường này không có đâu. Nhưng mà anh cho cái góc A, cho cái góc A thì tôi muốn từ M này mà kẻ xuống cái đường này vừa lái xong, tôi được đỉnh A ấy. Thì tốt nhất là tôi vẽ một điểm A ở ngoài, phải không? A ở ngoài. Tôi vẽ một góc bằng alpha này. Rồi từ đó tôi được cái đường delta này thì từ M tới kẻ song song xuống thì nó cắt đâu chính đấy là A. Có nghĩa là anh phải cho tôi thêm một góc A nữa. Vậy là đồ bài sẽ là góc A, MB và HC. Đấy. Cái phần này nó chỉ khó cái chỗ là các cháu diễn đạt cái này sao cho nó lưu loát một tí, đừng có lúng ta lúng túng thì nó không hay. Và góc này thì ra các cháu làm nhiều thì cũng sẽ quen. Sau này có khả năng nếu mà còn có thời gian thì ông sẽ cho cháu
làm thử một vài bài nữa xem anh Châu có thử làm được ra không, tức là viết đúng cái đầu đề của nó không. Thứ hai là quá trình mình lập luận thì nó cũng nó phải có hợp tình hợp lý gì, chứ đừng có nói trước sau cứ đá vào nhau thì là không được. Nhưng mà cái này không khó. Nó tóm lại đối với các cháu mà có biết suy nghĩ mà học khá khái mà thì cái loại bài này không khó gì cả. Thế tại sao mà lại đưa vào cái bài thi rất ác liệt cách đây khoảng 90 năm mà để cho đỗ điểm luôn thì mới có cơ sở để vào học thứ dài. Mà cháu nhớ là cái bằng điểm luôn ngày xưa là to lắm đấy cháu ạ. Cái bằng to lắm đấy. Bằng giúp luôn thì ra thì tối thiểu được làm môn phán, làm môn phán. Như Trần Chí Sương đã phải than thở, nào có ra gì ra chữ nho mà ông nghè ông cống cũng nằm co, sao bằng đi học làm thầy phán, tối thiểu sâm banh sáng sữa bò. Tức là ngày xưa một thầy phán ấy thì có thể là nuôi được một vợ 5-6 con, mà nếu mà tiết kiệm ấy thì cũng có thể dành những ít tiền phòng khi mà thiếu bữa nhớ nồi, hoặc để dành lâu lâu thì có thể mua được một cái căn hộ để ở. Ông phán ngày xưa thì là khá lắm, chỉ có bằng giúp luôn thôi đấy. Ông biết mà cái anh bạn ông thì ông bố là làm ông phán, tức là có trưởng phòng đấy ở nhà bưu điện bờ hồ ấy, mà ông này 9 con rồi mà vẫn nuôi được cả 9 Cho nên bằng giúp luôn ngày xưa là vất vả lắm thì mới thi được, chứ không phải dễ đâu. Thế thì là cái bài toán này thực ra là dễ, nếu chỉ thế này thôi thì quá dễ. Này thì quá dễ, nhìn hình vẽ của anh này tôi phán này ra cái điều này mà. Nhưng ở trong này thì các cháu có nhìn thấy một vấn đề gì không nhỉ? Có nhìn thấy một vấn đề gì không? Có nhìn thấy không? Để thì sau giải thích hay là muốn giải thích ngay cho nó nóng sốt. Đây. Ôi, nhìn sao con nhiều việc lắm. Đây, cháu nhìn đây, đây nhé. Cái bài này này. Cái bài này. Có hình vẽ này, phải không? Ông vẽ khá rõ nét đấy. Ông vẽ đúng như nguyên bản đấy nhé. Thì tự nhiên cái điểm B này lại kẻ thêm một đường nữa. Một đường nữa. Và cái bài này thì để khẳng định thành A này thì ta phải vẽ cái đường này thì mới có đường để ra phải song song ra ra đỉnh A này. Thì tự nhiên ở đây là kẻ thêm một đường này. Vuông góc ở đây. Rồi lấy đoạn HC đây, kẻ vào đây. Kẻ vào. Thì để làm gì? Nó vào nào. Cái đường này là hơi vô duyên ấy. Vì anh có kẻ điên rồi lấy HC rồi, mà anh có kẻ vào đây ấy, thì cũng chưa ai đón anh cả. Vì thằng này đã có đâu, vẫn phải dựa vào thằng này. Đã thằng này rồi, thằng này xưa sức nó kéo dài, nó cắt này ở C để diễn thứ anh. Anh này là hơi vô duyên. Thì và anh này càng vô duyên rồi, chẳng có việc gì cả. Có đúng không? Đúng không?
Như vậy là trong dựng hình, trong dựng hình thì anh này là vô duyên đó. Đứng giữa đám đông mà anh ấy cười à. À. Không hiểu anh này là điên hay là dở hơi à. À. Nhưng mà trong dựng hình ấy, cháu nhớ vậy, là tôi có quyền à. Trong dựng hình mà tôi có quyền thì tôi vẽ những cái đường này là có ý đồ riêng của tôi, nhưng mà ở đây tôi chưa dùng đến nó à. Chưa dùng đến nó thì cũng không ai phạt cả à. Đừng có vẽ nhiều quá, một đường không vẽ được mười mấy mấy đường đấy nó loạn xạ thì người ta cũng phạt biết rồi. Tại sao mà một anh đứng giữa đám đông giữa các đường riêng là cười, người ta đánh giá là thằng điên. Bây giờ khoảng độ 100 ông mà cứ đứng ở đấy cười thì cũng không được à. Thế cho nên là ấy rồi vẽ một anh thôi à. Một anh. Thế mà cho ông nhớ là trong khi đi thi căng thẳng mà cái dữ kiện mà người ta cho mình dư ấy, là đâu mình phải nghĩ. Anh để mắt vào đã mất một giây rồi, anh nghĩ đến nó là 10 giây rồi, mà nghĩ mãi chưa ra thì phải mất là 100 giây chết dở à. À. Người ta tiết kiệm một giây một, ông bắt tôi phải nghĩ mà vớ vẩn à. À. Mà đây là thi sinh tử chứ không phải là chuyện đùa. Thế cho nên rằng là để người ta nghĩ là ra phiền rồi. Thì ở trong thượng hình người ta có quyền thế, vì mình cũng có quyền đó mà, mình cũng có quyền à. Vì người ta cũng có quyền, người ta vẽ những cái đường mà không hiểu để làm gì à. Thì đó mình phải nghĩ, mình phải nghĩ. Và mình có dám khẳng định chắc chắn là hai cái đường này là thừa đấy à, thừa. Người ta viết vào trong bài không à. Viết cũng run chứ, đầu bài cho nhà nước giao chứ không phải là chuyện đùa đâu à. À. Mình khẳng định như là người ta sai à? À. À. Nhưng mà có cái người ta có quyền à. Và mình cũng có quyền. À. Thì mình chỉ có thể nói là hai cái đường này là một này, đường này là hai này, là không cần sử dụng đến để khẳng định. Còn nếu mình khiêm tốn mình nói là cái đường đó thì chưa cần sử dụng đến cũng được à. Thì chính khi người ta chấm cái bài này là người ta đánh giá cao khi ta nhận xét về hai cái đường này. Vì học sinh ấy, phải nói rằng là giỏi chưa đủ đâu, phải rất uyên bác mà rất tự tin ấy, thì mới có thể phát hiện ra và có thể làm được, làm được đấy. Thầy Hoàng Xuân Nghị à, vượt qua được cái bài này à, thì chắc chắn là thầy cũng là phải là uyên bác rồi. Vì là cháu nhớ là đã thi được như thế rồi, vào Vũ Tài rồi đỗ Vũ Tài mà lại đỗ được, gọi là đỗ phủ khoa đấy. Hồi thầy Thu nói là cậu Nghị là cậu đỗ phủ khoa, thầy Thu thì nhiều tuổi hơn là hiệu trưởng mà. Ông này mới trưởng khoa mà thầy Dung này còn cao tuổi hơn. Cậu này hồi là cậu đỗ phủ khoa nhá. Đỗ phủ khoa nữa thì chắc là rất uyên bác, chứ không phải là không uyên bác nhá. Cái cỡ thầy Nghị ngày xưa ấy, là chữ Pháp thì nói giỏi hơn cả Tây nhá. Đây à, à. Và chữ Anh ấy thì có lẽ cũng phải thì, giỏi ngang tầm nữ hoàng Elizabeth.
đã thế mà xong rồi thế nào mà sau này thầy Nhị còn dịch cả cái cuốn văn học Nga dày khoảng hơn 1.000 trang bằng tiếng Nga nữa, mà cháu nhớ là dịch bình thường đã khó đúng không đó. Mà lại dịch thơ thì là chưa bàn, nhưng mà dịch văn học tiểu thuyết chẳng hạn là khó hơn chứ, khó hơn đấy. Mà đồng thời là còn dịch văn học của Nga, tức là những cái tinh hoa của văn học Nga người ta đưa vào sách ấy, là rất khó. Mà hồi đó thầy làm chủ nhiệm khoa văn cùng giải đọc tổng hợp thì có lẽ ông đoán là ít nhất ông này trong bụng cũng phải có vài nghìn chữ nho. Thì khi hỏi ai về học chữ nho ấy, người ta không hỏi về gì cả, không hỏi văn phạm viết làng nhàng ra, và tôi chỉ xin hỏi tiên sinh là tiên sinh đã học được bao nhiêu nghìn chữ thôi, cái đó là đủ rồi, không hề nhiều. Còn cái văn phạm thì của ta với Trung Quốc nó cũng giống nhau cho nên không bàn nữa. Thế là thầy chứng tỏ là thầy Uyên Bác như thế nào. Cho nên là cái bài giải bài này là thầy rất Uyên Bác thì mới giải được. Thì ông mới nói ở đây là đấy, trong thi cử nó có những cái khó là như vậy, nó có khó thì mới thích ai, chứ toàn dễ cả thì ai chẳng làm được, phải không? Đấy, cái bài này là bài ngược nhé, bài ngược lại, ngược lại, và ra hỏi những câu rất là quyết liệt. Chứ nếu chỉ có bài này vẽ không mà thì ai chẳng vẽ được, ai chỉ vẽ được. Mà chính những cái vẽ này này là người ta vẽ kiểu hoa hòe hoa sói như là ông cháu làm giờ đang làm đấy, cho nó đẹp cái bài, đồng thời nó oai vệ nữa. Nhưng đây cũng là một cái mà để cho những thí sinh nhìn vào nó hoa mắt đấy. Có khi còn bỏ quên nữa. Bỏ quên nó vì nó cuống mà. Những đường này cuống đấy. Nhìn cái sai của người ta ấy khó hơn là nhìn nó đúng. Nhìn nó đúng. Cũng khi là các cháu học ngoại ngữ ấy, mà khi thấy một cái vị này nói liến thắng liến thắng thì mình cũng phục lăn nha. Thế nhưng mà có một anh khác anh nói là ơi, cái chị này là chị nói quen mồm thôi, chứ thực ra có nhiều chỗ văn phạm bị sai lắm. Thế thì ông mới nghe một anh bạn, sau này anh này làm chủ nhiệm khoa hóa trường Bách Khoa, mới nói thế là ngoại ngữ cậu khá lắm đấy, vì khi nghe người sai mà phát hiện ra người ta nói mình sai, người ta sai là phải rất uyên thâm thì mới phát hiện được, chứ nó có ảo đi mà thì ai mà phân biệt được. Thì cái hình này cũng thế, nhiều anh không phát hiện ra cái đường này đâu, không phát hiện ra, quên đi, và cũng thế coi thế là giỏi rồi. Tôi đã tìm ra được cái đầu bài rồi, thế là giỏi, mỹ mãn rồi, ung dung mà xoa tay được rồi. Thế nhưng mà phát hiện ra được những cái chi tiết lặt vặt thế này, cũng kiểu như bây giờ tự nhiên là trên mặt của anh bên hàng xóm đấy có một vết nhỏ nồi mà thì phải nói rằng đấy là mình phát hiện ra thì nó dễ, nhưng mà những bài học mà thì nó khó. Cho nên là đây là một cái hóc hiểm mà trong những cái bài thi mà sinh tử nó hay có. Ông chỉ thấy cái này là ở trong các
các cụ thiêu liều trắng ngày xưa ấy, thì hay có những cái này. Nhưng mà mình cứ đề phòng tất cả các khoản, vì mình học đây là để thành uyên bác mà, thành nhân tài cho nhà nước, chứ không phải là chẳng có ai đi cả đâu mà. Nhất là sau này các cháu có khi lại trở thành những người soạn sách giáo khoa cho các em học sinh nó học chẳng hạn ấy. Mà nếu mà không uyên bác thì là soạn sai đấy, sai là khổ rồi nhé. Đấy thì các cháu mà thích cái kiểu đề tài như thế này mà, thì cháu cứ mua quyển Liều Trắng của Mô Tết Tố ấy, thì thấy là các cụ ngày xưa đi thi đã khó rồi, đã khổ rồi, thế mà các ông các cụ ở trong triều đình ra bài ra bài hóc hiểm đấy, cho nên là đấy, cháu đọc cũng có nhiều đoạn đấy, rất là sau khi đọc đều đồ đề xong thì mấy cái ông thí sinh đi thi bảo ôi dồi ôi kinh nghĩa mà hỏi cái trường này thì ác quá đấy, nhưng mà ác thế thì nó mới ra người tài mà. Thì sai một chỗ phẩy thôi là đã chết rồi, đáng lẽ phẩy lên thì phẩy xuống chẳng hạn, như là ông cụ gì mà ông nói với các cháu đấy, cái chữ Long là không được viết vì nó động chạm nhà vua, mà đã buộc mà không viết không được, thì được viết nhưng mà viết sai một nét, viết sai một nét. Chứ bình thường ấy mà nếu mà có chữ Long này mà lại viết được phép là hãy như viết trên vua Gia Long chẳng hạn ấy, mà anh viết sai một nét thì là đi tù ngay. Thế nhưng đây là cái chữ đó buộc phải viết mà không viết cái khác được thì viết sai một nét. Thế mà cái cụ Định này, cụ đi thi mà chỉ viết sai có một nét thôi, đáng lẽ không được viết, cụ ấy viết mà viết đúng, đáng lẽ phải viết ngược đi một nét. Thế là đồ bài sau khi thi đỗ rồi, đồ bài để cự mang rất là đồ bài về triều đình để các cụ ở đấy cụ ấy đọc, thì phát hiện ra và cách chuột không cho đỗ nữa. Chứ còn cái nếu cái cụ mà duyệt ấy mà lại để lọt rồi ông khác ông lại tìm ra thì cái cụ ấy cũng chết, thì cũng mà nếu mà vua mà tốt bụng thì cho về hưu, chứ không tốt bụng thì cho đi tù. Thế cho nên là học nó phải uyên bác đến là như thế. Thì cái bài này là nó dạy cho chúng ta học là phải uyên bác, đấy là cái bài học rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm. Sau này nếu còn có dịp thì ông sẽ cho thêm để các cháu tập luyện. Cũng hiếm này, vì những trường hợp này siêu dần công phu lắm. Bây giờ ông cũng già thì chẳng có sức nào mà đến đại học tổng hợp mà để ngồi nghiên cứu ở thư viện. Cho nói bây giờ trông mà chịu rồi, trông mà chịu rồi. Thôi để dành cho các cháu lớn lên, các cháu nào. Thôi hôm nay ông đây còn cái bài tập, cái bài tập mà ông giao kỳ này sang bài số 6 đấy, khối C1 là số 6 đấy, còn 4 bài nữa là sang khối D1 đấy. Cạnh A, góc C và R thường thường là cứ dính đến thằng R nhỏ này ấy, là anh nào cũng sợ, ông cũng sợ chứ không phải. Thằng R nhỏ là phiền phức lắm, dính cái thằng này vào là rách việc, rách việc lắm. Đấy. Nhưng không sao cả, có khó thì mới thấy dài, phải không? Có khó thì mới dài, chứ dễ quá thì lấy đâu ra. Bài mà toàn cái bài này mà đi thẳng sừng thì vẽ ban đầu mà thì miễn bàn, phải không? Những bài này thì không phải vẽ ngược lại, mà đây là cứ là cho đồ đề cho anh vẽ thôi.
Cháu chú ý cái phần này nhé, cháu chú ý cái phần này. Cháu thấy là ông sẽ là này nhiều cháu làm xuất rồi, làm khá lắm. Thế là rồi. Cái khá nhất là làm sao trong đợt thi hết lớp 2 năm nay, tháng 5, tháng 6 gì đấy, mà con cháu đỗ cao, đỗ cao. Xong đó là được vào, không biết bây giờ có được vào thẳng cấp 3 không, không biết đâu, lâu lắm mà cũng không, không để ý nữa. Cấp 3 thì lúc đó thì cháu sẽ biết mình là như thế nào. Thôi, hôm nay cháu nghỉ thôi.